Chào mọi người, lại là mình đây. Dạo gần đây thì mình quay video ăn chơi cũng nhiều rồi, nên là trong video lần này chúng mình sẽ cùng quay trở lại với chủ đề học tập nhá. Trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người những cái từ vựng để mọi người có thể miêu tả đồ ăn trong tiếng Nhật. Và để không mất thêm thời gian của mọi người nữa thì chúng ta cùng bắt đầu video luôn nhá. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với vị ngọt. Ngọt là amai. Ví dụ, このプリンはさっぱりした甘みで美味しい。一度食べたら病みつきになっちゃう。Tiếp theo là karai, vị cay. Ví dụ, ねえねえ、カレーを食べに行かない?ごめん、私、辛いものを食べれないわ。甘口をすれば?辛い thì ngoài để miêu tả vị cay ra thì mình cũng có thể dùng để miêu tả về vị mặn. Nhưng mà trong trường hợp mà mọi người dùng karai để nói về vị mặn ấy thì mọi người nên nói rõ ràng hơn. Ví dụ như là gắn thêm cái chữ siêu đằng trước là từ muối là siêu karai, nghĩa là vị mặn, mặn kiểu mặn chát ấy, thì người nghe người ta sẽ dễ hiểu hơn. Còn nếu mọi người chỉ nói karai không mà đối phương không biết là mọi người đang ăn món gì ấy, mà cái vị của món đấy nó như thế nào thì người ta sẽ không hiểu được cái từ karai đấy nó là mọi người đang nói về cái độ cay hay là về cái độ mặn. Nên là mọi người lưu ý nhá. Karai, mặn. Ví dụ, この店の塩ラーメンは辛すぎて食べきれない。この料理は塩辛くて全然美味しくない。Một từ nữa để miêu tả vị mặn là từ soppai. Ví dụ, 何これ soppai? 塩入れすぎたんじゃない? Từ tiếp theo để miêu tả vị chua, soppai. Ví dụ, 暑いな今日、なんか soppai ものを食べたくなる。苦い、đắng. Ví dụ, 薬飲んだ? まだ。なんで? だって苦いんだもん。渋い、chát. Ví dụ, このお茶、色からして渋そうだね。濃い、đậm đà. Ví dụ, この店のコーヒーが結構濃いから、ミルクを多めに入れた方がいいかも。Ngược lại với đậm sẽ là nhạt, ưsui. Ví dụ, ưsui, siêu cho đái. Shinsen, tươi. Ví dụ, この店のお寿司、新鮮で美味しい。Namagusai, mùi tanh. Ví dụ, この辺namagusai に匂いがする。腐る, thối, hỏng. Ví dụ, このお肉はもう腐ってる。Kogekusai, mùi cháy khét. Ví dụ, この焼き魚、kogekusai に匂いする。Kaori, mùi hương. Khi dùng danh từ cộng thêm no cộng thêm kaori, nghĩa là có mùi hương của một cái gì đấy. Ví dụ, lemon grass no kaori ga suru. Khi đứng đằng sau kaori là những cái tính từ như i, tốt, kwarui, xấu, thì sẽ dịch là mùi thơm hoặc là mùi không thơm, mùi thối đó. Ví dụ như kaori ga ii. Từ cuối cùng trong bài ngày hôm nay mà mình sẽ giới thiệu với mọi người là từ fumi, phong vị, hương vị. Khi một danh từ cộng với fumi hoặc là fu không cũng được thì sẽ có nghĩa là mang hương vị của. Mình vào ví dụ nha. Vietnam fu no ryori. Taiwan fu no ramen. Ngoài 15 từ vựng mà mình đã giới thiệu trong bài ngày hôm nay thì vẫn còn khá những cái từ vựng khác liên quan đến đồ ăn nữa. Nên nếu mọi người quan tâm thì có thể để lại bình luận để mình ra những video tiếp theo nha. Mong là video này đã có ích cho những bạn đang học tiếng Nhật. Sắp tới đây thì mình cũng sẽ cố gắng ra nhiều video về tiếng Nhật hơn nữa. Nên nếu mọi người quan tâm thì hãy cho mình một like để mình lấy động lực làm những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. Bye bye!